kem Mezuji có dùng được cho bà bầu không? Đây chính là câu hỏi mà chị em nào đang mang bầu cũng rất quan tâm. Ở giai đoạn này mình xấu đi nhanh lắm, nhưng lẫn lộn giữa sắc đẹp và sức khỏe của đứa con trong bụng khiến bạn sẽ phân vân nhiều lắm. Nên hay không nên dùng kem Mezuji khi bạn đang mang thai? Shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ giải thích ngay sau đây nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nếu bạn đang có bầu, bạn có thể sử dụng kem Mezuji để dưỡng da và chăm sóc cho da mặt. Nhưng bạn nên xem kỹ video này để đảm bảo an toàn cho bạn nhé. Còn shop mình thì vẫn luôn khuyên khách hàng không nên dùng bất cứ mỹ phẩm nào trong suốt thời kỳ thai nghén. Nhưng vì một số lý do về tính chất công việc hoặc tâm lý thì bạn nên cân nhắc sử dụng và xem thêm những thông tin sau để có thể quyết định nên dùng kem hay không nhé. Kem Mezuji dùng được cho bà bầu vì những lý do sau. Các thành phần của kem này đều chiết xuất từ tự nhiên và lành tính nên có thể sử dụng ngay có khi bạn đang mang bầu. Bạn có thể xem chi tiết các thành phần được in trên vỏ hộp kem. Với các thành phần tự nhiên lành tính và an toàn, thì nếu bạn đang có mang thai thì vẫn có thể dùng được. Bạn có thể yên tâm dùng kem Mezuji trong những tháng bạn mang bầu. Tuy nhiên nếu bạn lo lắng thì không nên dùng nhé, nó vừa ảnh hưởng đến tâm lý, lại vừa khiến bạn bất an thì sẽ không tốt trong giai đoạn thai kỳ này. Vì dù sao thì mình cũng nên ưu tiên cho những gì mình cho là quan trọng hơn, những gì mình nghĩ là đúng và làm để không hối hận về sau. Lưu ý đầu tiên quan trọng nhất đó là bạn phải mua được kem thật chính hãng. Bởi vì kem thật thì mới đảm bảo được các thành phần trong kem rõ ràng, an toàn, hiệu quả và hàm lượng các chất ở mức cho phép. Sản phẩm cũng được thử nghiệm và kiểm định một cách nghiêm ngặt trước khi tung ra thị trường. Nếu như bạn đang mang thai mà lỡ mua nhầm phải kem giả, thì những hóa chất độc hại có trong kem không có nguồn gốc sẽ gây nguy hại cho da, không những thế còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và em bé nếu bạn lỡ nuốt phải. Thứ hai là lúc mang bầu sẽ có những giai đoạn quan trọng và nhạy cảm. Giai đoạn quan trọng nhất là 3 tháng đầu tiên. Đây là giai đoạn mà ngay cả chính bạn cũng sẽ thấy luôn lo lắng và hồi hộp nhất. Bạn vừa hạnh phúc vui mừng, lại vừa lo lắng và hồi hộp. Ở giai đoạn này hormone thay đổi rất nhiều nên khiến da mặt bạn rất xấu. Chính vì vậy mà bạn cũng sẽ nghĩ ngay đến việc dùng kem Mezuji hay mỹ phẩm nào đó để làm cho mình bớt xấu. Thì bạn hãy cân nhắc sử dụng kem trong những tháng đầu nhé. Bên shop mình là bán hàng, nhưng những gì mình thấy tốt và nên làm thì sẽ khuyên khách không nên dùng mỹ phẩm trong những tháng ngày mà bạn có bầu.